Chào mừng các bạn đã quay trở lại với VFV5. Hơn 40 năm sau khi chiến tranh Việt Nam kết thúc, hàng trăm cựu chiến binh Mỹ đã chọn cách quay trở lại chiến trường năm xưa để bắt đầu cuộc sống mới. Lý do là bởi một số người đã gặp khó khăn trong việc thích nghi với cuộc sống thường ngày ở Mỹ. Nhưng cũng có những người khác hy vọng chuộc lỗi cho những sai lầm trong chiến tranh mà họ tin rằng mình có một phần trách nhiệm trong đó. Nhiều cựu chiến binh Mỹ nhớ rất rõ khoảnh khắc đầu tiên khi họ đặt chân đến chiến trường Việt Nam. Nhưng với ông David Clark, người tới Việt Nam năm 19 tuổi với tư cách là một kỹ sư chiến đấu, ký ức của ông về cuộc chiến này rất mờ nhạt. Ông hầu như chỉ nhớ rằng thời tiết rất nóng và chỉ mong còn sống để trở về. Ông Clark chia sẻ, "Tôi vẫn nghĩ có hàng nghìn binh sĩ đã đến trước và họ đã được trở về nhà. Đó là tất cả những gì tôi muốn làm. Tôi chỉ muốn về nhà." Gần 50 năm sau đó, nhà đối với ông Clark lại có nghĩa là Việt Nam, một đất nước mà người đàn ông năm nay đã 70 tuổi, tin là nơi đẹp nhất, hòa bình nhất thế giới. Thậm chí, ông ấy còn tâm sự rằng, "Khi tôi lần đầu tiên tới Việt Nam, tôi đã sẵn sàng chết cho nước Mỹ, và tôi mừng vì điều đó đã không xảy ra. Nhưng một trong những quyết định quan trọng nhất từng xảy ra với tôi là, sau nhiều năm, tôi lựa chọn sẽ chết tại Việt Nam. Nhưng tôi chết ở đây là vì chính bản thân tôi lựa chọn đã như vậy." Kể từ năm 2010, ông Clark đã sống tại Đà Nẵng, một thành phố ven biển chỉ cách núi Ngũ Hành Sơn vài km. Nhà của ông cách không xa nơi ông từng làm nhiệm vụ trong thủy quân lục chiến Mỹ. Thời điểm đó, việc ra khỏi đơn vị mà không mang vũ khí bị xem là hành vi phạm tội. Ông ấy nhớ lại hoàn cảnh khi đó cùng tâm trạng khó tả. Ông Clark kể, "Khi đó tôi không ngại rơi khẩu M16 trước bất kỳ ai. Tôi chỉ muốn họ sợ, vì tôi cảm thấy nếu họ sợ tôi, thì cơ hội để tôi trở về nhà sẽ tốt hơn nhiều." Gác lại những ký ức đau buồn thời chiến, sự trở lại của ông Clark tại Đà Nẵng vẫn nhận được sự chào đón nồng ấm của người dân địa phương. Kể từ khi quan hệ giữa hai nước được bình thường hóa vào những năm 1990, hàng nghìn cựu binh sĩ Mỹ đã trở lại thăm Việt Nam. Ông Clark là một thành viên của một nhóm cựu chiến binh chọn sinh sống lâu dài tại nơi này. Nhiều người trong số họ đến đây để tìm kiếm sự bình yên sau nhiều năm vật vã với chứng hậu chấn tâm lý do chiến tranh. Và thường thì họ được chữa lành vết thương lòng khi tham gia vào các nỗ lực hòa giải và giảm bớt các hậu quả của chiến tranh ở Việt Nam. Vài năm sau khi trở lại Việt Nam, ông Clark gặp một người phụ nữ Việt Nam tên là Uzi, người điều hành nhà hàng mà các cựu binh Mỹ thường đến ăn. Sau này, bà Uzi đã trở thành vợ của ông Clark. Nhờ có bà, ông ấy đã được giới thiệu với Hội Cựu Chiến binh vì Hòa bình, một tổ chức thúc đẩy hòa bình. Ông tham gia các hoạt động gây quỹ cho các nạn nhân da cam và hỗ trợ các nỗ lực nhằm giả phá bom mìn chưa nổ dưới lòng đất sau nhiều thập niên. Khi tới đây vào năm 1968, ông ấy chỉ là một phần rất nhỏ của cuộc chiến vô nghĩa, và cuộc đời ông cũng trở nên vô nghĩa theo. Sau khi quay lại Việt Nam thời bình, cuộc đời ông mới thực sự có ý nghĩa, bởi ông đã trở thành một phần, dù rất nhỏ, của nỗ lực hòa giải hai đất nước, góp phần vào nền hòa bình thế giới. Câu chuyện của ông Clark chỉ là một trong số rất nhiều cựu chiến binh đang nỗ lực bù đắp cho Việt Nam. Trong các cựu chiến binh Mỹ đang sống ở giải đất hình chữ N này, có một người được nhiều người Việt biết đến là ông Chuck C. Gree, người từng tham chiến tại Việt Nam vào năm 1965. Cũng như ông Clark, ông C. Gree là thành viên của tổ chức cựu chiến binh vì hòa bình và hiện đang sinh sống tại Việt Nam. Hà Nội là nơi mà ông C. Gree gọi là nhà trong suốt hơn 25 năm qua. Trong chiến tranh, ông C. Gree từng là một nhà phân tích quân sự tại Sài Gòn. Công việc của ông đòi hỏi phải hiểu về văn hóa địa phương và lịch sử kéo dài hàng nghìn năm của người Việt và nỗ lực của họ nhằm chống lại sự xâm lược của các lực lượng đế quốc và thực dân. Càng đọc, ông càng tự hỏi về điều mà ông được yêu cầu nói với người dân Mỹ. Thông thường, các báo cáo từ đơn vị của ông sẽ được gửi tới các chỉ huy quân đội để xem xét trước khi công bố cho dân chúng ở Mỹ. Ông ấy đã cay đắng thừa nhận rằng, những gì mà chúng tôi viết không giống những gì mà họ thuyết trình tại Washington. Dù các báo cáo của chúng tôi thường mang một thông điệp rõ ràng, hãy nói thẳng, nhưng câu chuyện luôn bị bẻ đi theo một hướng nào đó khác. Chỉ sau vài tháng, hầu hết các thành viên trong đơn vị của ông đều quay sang phản đối cuộc chiến. Họ bắt đầu nhận ra rằng, những gì họ đang làm ở đây hoàn toàn không có ý nghĩa gì cả. Ông Sigri bày tỏ, chúng tôi đã bị lừa dối, và chúng tôi cũng là một phần của những lời dối trá đó. Chúng tôi là một phần của bộ máy hiến pháp và đang tạo ra những điều dối trá này. Ông Sigri đã trở về nhà ngay sau chiến dịch Mậu Thân năm 1968. Khi trở về, ông rất thất vọng và hoàn toàn mất phương hướng, với rất nhiều câu hỏi khó trả lời từ những người xung quanh. Ông ấy nhận ra mình đã chứng kiến quá nhiều sự tàn phá vô nghĩa
mà phần nhiều trong số đó là do chính tay lính Mỹ gây ra. Ông ấy không biết mình đã làm thế vì mục đích gì, ngoài lý do vì mình là một người lính Mỹ phải tuân theo mệnh lệnh. Mọi điều ông ấy được dạy khi lớn lên là về các giá trị Mỹ và vì rằng chính phủ của ông ấy không làm gì sai. Nhưng sau cùng, ông Sigri càng đau khổ hơn khi nhận ra tất cả những điều đó là giả dối. Vài tháng sau khi trở về Mỹ, ông Sigri đã được mời phát biểu tại một cuộc tuần hành phản chiến tại Đại học Georgia, nơi ông lên tiếng về sự phản đối chiến tranh trước hàng nghìn người. Quan điểm của ông về chiến tranh khác biệt với chính gia đình ông. Bất chấp sự phản đối của gia đình, ông Sigri đã quyết tâm chấm dứt sự đổ máu bằng bất kỳ cách thức nào mà ông có thể làm. Sau cuộc tuần hành, ông đã tham gia tích cực vào phong trào phản đối chiến tranh Việt Nam, mở đầu một cuộc hành trình dài với tư cách là một nhà hoạt động phản chiến. Vào năm 1995, ông Sigri trở lại Việt Nam để tham gia vào các nỗ lực hòa giải. Ông đã sống tại đây kể từ đó và tham gia khắc phục các hậu quả của chiến tranh. Vào năm 2001, ông đã giúp khởi động một sáng kiến có tên gọi dự án Renew nhằm rà phá các bom, mìn chưa nổ trong lòng đất, tập trung vào Quảng Trị. Ngoài việc tìm kiếm và dọn dẹp bom mìn chưa nổ, dự án cũng được hỗ trợ các gia đình có các thành viên sống sót sau các vụ nổ. Dù cuộc sống có nhiều điều bất ngờ, nhưng cả ông Clark và ông Sigri đều tin rằng họ đang sống ở nơi mình nên sống. Ông Clark chia sẻ, khi tôi ở Mỹ, chiến tranh Việt Nam đã đeo đẳng tôi hàng ngày và hàng đêm. Còn khi tôi ở Việt Nam, cuộc chiến đã lùi xa, mọi thứ dường như đã trở về với trạng thái hòa bình vốn có trước chiến tranh. Còn khi ông Sigri lần đầu tiên trở lại Việt Nam từ gần 30 năm trước, ông không chắc sẽ ở lại đây bao lâu. Nhưng vai trò của ông với tư cách là một cầu nối giữa người Mỹ và người Việt đã khiến ông ở lại. Ông ấy kể rằng, mỗi năm kể từ khi chuyển tới đây, tôi đã nghĩ năm nay có thể là năm tôi nên trở về Georgia. Nhưng cũng mỗi năm lại có một bước tiến khác trong mục tiêu mà chúng tôi đang hướng tới. Nhờ các nỗ lực của dự án Renew, thương vong từ bom mìn chưa nổ tại tỉnh Quảng Trị đã giảm mạnh. Vào năm 2001, khi dự án bắt đầu, 89 người trong khu vực đã thiệt mạng hoặc bị thương do bom mìn. Đến năm 2017, con số đã giảm xuống chỉ còn 2 trường hợp, và trong mấy năm qua thì không có trường hợp nào. Ngoài công việc tại dự án Renew và tổ chức cựu chiến binh vì hòa bình, ông Clark và ông Sigri còn cũng tới thăm Hội nạn nhân chất độc da cam Việt Nam và VA. Chỉ riêng tại Đà Nẵng, có khoảng 1.000 trẻ em bị ảnh hưởng nghiêm trọng do chất độc mà quân đội Mỹ từng xả xuống. Trẻ em tại trung tâm VAVA luôn vui mừng vì mỗi khi có người tới thăm. Sau nhiều năm vật lộn với những cơn ác mộng và chứng hậu chấn tâm lý, ông Clark đã tìm thấy hòa bình thực sự ở nơi cuối cùng mà ông mong đợi, nơi mà ông nguyện gắn bó tới khi lìa đời. Những câu chuyện buồn về thời kỳ chiến tranh vẫn còn lưu lại ở nhiều nơi trên giải đất hình chữ S này, nhưng những nỗ lực hòa giải và tinh thần gác lại quá khứ hướng đến tương lai đã giúp cho các cựu chiến binh Mỹ hiểu thêm về giá trị của hòa bình. Sống ở Việt Nam và cảm nhận một cuộc sống hòa bình tốt đẹp đến thế nào đã trở thành liều thuốc quý cho những cựu chiến binh Mỹ thoát khỏi nỗi ám ảnh từ cuộc chiến. Dường như khi sống ở một đất nước đã từng kiên cường, trải qua nhiều cuộc chiến khốc liệt, thì người ta càng thấu hiểu hơn những giá trị của hòa bình thì phải. Các bạn có cảm thấy như vậy không? Hãy để lại bình luận của bạn về chủ đề này ở bên dưới nhé! Cảm ơn các bạn đã theo dõi và trò chuyện cùng Art. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo trên kênh YouTube của chúng mình.